vị và các bạn đang theo dõi chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới phát trên Báo Lao Động. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Trước diễn biến phức tạp tranh chấp ngư trường tại vùng biển Cà Mau, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã triển khai các tổ công tác tiến hành làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh, các lực lượng chức năng tiếp tục nắm tình hình, phối hợp triển khai lực lượng phương tiện tàu xuồng tuần tra phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, bao chiếm ngư trường trái phép, cố ý gây thương tích, hủy tài sản của ngư dân. Tuyên truyền ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật khi hoạt động trên biển, góp phần ổn định tình hình, đảm bảo an ninh an toàn để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Liên quan đến việc nhiều tài xế gặp khó khăn khi vào đăng tải tại khu công nghiệp Trà Nóc 1 và 2 thành phố Cần Thơ vì hàng loạt biển cấm dừng đổ, đại diện Ban An toàn Giao thông thành phố cho biết các biển báo cấm dừng đổ do một công ty ở Cần Thơ tự cấm. Sắp tới, ban và các đơn vị liên quan sẽ tiến hành kiểm tra thực tế tại khu công nghiệp. Theo chia sẻ của nhiều tài xế, để không bị bảo vệ đuổi khi đổ sau biển cấm, nhiều người chọn cách đứng dọc hai bên đường tỉnh 920. Việc ô tô đậu hai bên đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, nhất là vào giờ tan ca của công nhân. Những ngày qua, tại tuyến đường Nguyễn Văn Long, phường 8, tỉnh Vĩnh Long xuất hiện nhiều đống rác ùn ứ tồn đọng nhiều ngày chưa thu gom khiến người dân bức xúc vì mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Liên quan đến vấn đề trên, trưởng phòng quản lý đô thị thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Trần Văn Thành cho biết, đối với những điểm còn tồn đọng rác, phòng đang tích cực triển khai hướng dẫn cho đơn vị trúng thầu tăng cường lực lượng xe công nhân ngày đêm đến thu gom rác. Liên quan đến vụ việc thầy VQH, giáo viên dạy bộ môn toán lớp 9 tại trường trung học cơ sở thị trấn Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu bị tố cáo và thừa nhận đánh hàng chục học sinh, phòng giáo dục đào tạo huyện điều giáo viên này về trường khác mà không có hình thức kỷ luật nào. Trưởng phòng giáo dục đào tạo khẳng định đây là hình thức kỷ luật vì từ một trường trung tâm về trường vùng sâu đã khiến phụ huynh bức xúc vì cho rằng hình thức kỷ luật này là chưa thỏa đáng. Sáng ngày 17 tháng 1, lãnh đạo huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cho biết đã nắm được nội dung báo Lao Động phản ánh về trường hợp này. Lãnh đạo Ủy ban Nhân huyện đã đề nghị phòng giáo dục và đào tạo các đơn vị liên quan báo cáo sự việc để có cách xử lý phù hợp. Kính thưa quý vị, còn khoảng 1 tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên Đán 2024. Thời điểm này, tình hình mua sắm của người dân tại thành phố Cần Thơ chưa có dấu hiệu tăng, chỉ đến xem giá vì còn nhiều khó khăn. Kính mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Mùa Tết ở nhà của mình thì cũng đang chuẩn bị từ từ thôi, chứ cũng chưa có phải là chuẩn bị như mấy ngày cận. Thì mình dự định là khoảng cận chút xíu mình mới chuẩn bị. Hiện tại công việc bây giờ nó cũng còn hơi nhiều quá, cho nên dần về gần Tết nó mới giãn công việc cho mình mới có thời gian. Cũng do là phần chưa có thưởng Tết cho nên chi tiêu của mình cũng còn hạn hẹp, cho nên mình đợi sẽ gần hơn. Năm nay kinh tế khó khăn quá, không được thoải mái như năm trước. Để đi dựa giá chỗ nào giá cả phải chăng thì hợp với túi tiền mà thì mình mua. Tại vì thấy giờ là còn sớm quá, chưa còn khoảng chừng một tháng mới tới Tết, cho nên là giờ hiện tại tôi cũng vẫn còn đang kiếm tiền để mà có đủ tiền mà mua cái giỏ quà Tết về nhà. Tôi thấy khi mà tôi đi siêu thị hoặc đi chợ thấy bắt đầu có người ta có trưng bày những cái gian hàng quà Tết. Nhưng mà hiện tại thì người dân ta chưa đi mua nhiều, tại vì Tết thì còn khoảng chừng nửa tháng nữa, nên là chắc có thể là khoảng chừng 1-2 tuần nữa thì mới bắt đầu đông lại. Có thể thấy, tiết kiệm chi tiêu, thăm dò giá cả hiện là ưu tiên hàng đầu của người dân thành phố Cần Thơ trong dịp Tết Nguyên Đán 2024, đặc biệt là đối với người nội trợ. Nhiều người dân tiếp tục có xu hướng mua hàng giảm giá, chiết khấu cao và được niêm yết giá rõ ràng. Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết đã và đang tiếp tục thực hiện công tác đảm bảo bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.